Kính chào quý vị, bây giờ là bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát Thanh và trụ hình Long An. Sau đây là một số nội dung đáng lưu ý, mời quý vị cùng điểm qua trước khi theo dõi phần nội dung chi tiết. Đức Hòa kiên quyết không cho tài xế, không có giấy xác nhận âm tính SARS-CoV-2 vào địa phận. Bộ Y tế yêu cầu đẩy nhanh tiêm vaccine COVID-19. Tin thế giới, tình trạng bạo lực đối với trẻ em tăng mạnh. Ngày 24 tháng 6 năm 2021, Hội đồng Nhân dân quyền Cần Đức khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ nhất. Ông Trương Văn Nọ, trưởng ban chân trần tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam, tỉnh Long An, đến dự hội nghị. Tại kỳ họp, đại biểu Hội đồng Nhân dân quyền đã bầu ông Nguyễn Giang Đác, bí thư quyền ủy, giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng Nhân dân quyền khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026 ông Nguyễn Văn Hà tái đắc cử Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, ông Quỳnh Văn Quang Hùng tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, ông Nguyễn Minh Dương được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Cũng tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân quyện đã thông qua các nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp lệ năm 2021 và nghị quyết quyết toán thu chi ngân sách năm 2020. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Quyền ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quyện Nguyễn Văn Đác kêu gọi đại biểu Hội đồng Nhân dân quyện khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, góp phần thực hiện thành công các chương trình đột phá, công trình trọng điểm, nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ quyện, nhiệm kỳ 2020 2025 đề ra nâng chức quyền trang quá xây dựng thành công quyện nông thôn mới. Thưa quý vị, dịch bệnh COVID-19 bùng phát trên địa bàn tỉnh. Nhiều doanh nghiệp xuất hiện F0, F1. Trước tình hình đó, Quỹ ban nhân dân quyền Cần Chuột thành lập đoàn kiểm tra hướng dẫn công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp ngoài khu cụm công nghiệp trên địa bàn đoàn đã kiểm tra việc thực hiện quyết định số 2194 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19 về hướng dẫn phòng chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động. Trong đó tập trung vào việc thực hiện 5K, nhất là việc đeo khẩu trang, rửa tay, giữ khoảng cách, yêu cầu công nhân, người lao động khai báo y tế hàng ngày, khuyến khích công nhân, người lao động thực hiện xét nghiệm nhanh khi đi từ dùng dịch vào nơi làm việc. Đặc biệt, công tác vệ sinh khử khuẩn và việc phân luồng bố trí khu vực cách ly tạm khi có người lao động được xác định mắc COVID-19 tại nơi làm việc. Qua kiểm tra, các doanh nghiệp đều thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt có doanh nghiệp đã chủ động tiêm vaccine cho người lao động. Đối với việc tiêm vaccine cho người lao động, đại diện đoàn kiểm tra cho biết, nếu doanh nghiệp có nhu cầu thì đăng ký, gửi phòng tài chính và kế hoạch quyền để tổng hợp báo cáo tỉnh. Khi nào có vaccine sẽ tổ chức tiêm cho người lao động của doanh nghiệp, kinh phí cho doanh nghiệp chi trả. Tại quyền Đức Hòa, từ ngày 31 tháng 5, địa phương đã thành lập các chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 trên các tuyến giáp thành phố Hồ Chí Minh, gồm đường tỉnh 825, 824, 822 và 821. Tại các chốt, cán bộ chiến sĩ đảm bảo duy trì trực chiến 24 trên 24, tập trung kiểm soát người đến từ vùng dịch, đặc biệt là các điểm dịch thành phố Hồ Chí Minh. Lực lượng đã kiên quyết không cho các xe chở hàng quá vào địa phận nước Hòa nếu không có giấy xác nhận đã xét nghiệm SARS-CoV-2 còn hàng sử dụng. Theo đó, tính từ ngày 31 tháng 5 2021 đến ngày 24 tháng 6 2021, các chốt đã kiểm soát hơn 11.800 phương tiện, thực hiện khai báo y tế trên 12.000 trường hợp, nhắc nhở 87 trường hợp mang khẩu trang không đúng cách, yêu cầu phương tiện quay trở về nơi cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện khai báo y tế và thực hiện cách ly tại nhà hơn 1.000 trường hợp trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, đất qua địa bàn rộng, nhiều khu cụm công nghiệp tiếp giáp nhiều cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh, lưu lượng người tham gia giao thông rất đông, nhất là nhân viên, công dân lao động lái xe vận chuyển hàng hóa giữa Long An thành phố Hồ Chí Minh. Chính vì vậy, khi dòng mỗi người hãy cùng thực hiện tốt quy định 5K và yêu cầu trong công tác phòng chống dịch, góp phần đảm bảo sức khỏe cho mọi người. Thưa quý vị, theo quy hoạch phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn, Long An sẽ phát triển mạng lưới trung tâm logistics bảo đảm đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất và lưu thông hàng quả trong nước và xuất nhập khẩu của Long An và chung kinh tế trọng điểm phía Nam. Theo đó, toàn tỉnh quy hoạch các trung tâm logistics tại huyện Bến Lức khoảng 110 ha, cửa khẩu quốc gia Mỹ Quý Tây huyện Đức Huệ 10 ha và 10 ha tại cảng quốc tế Long An. 6 siêu thị tại các huyện Bến Lức, Cần Đức, Cần Chuột, Đức Hòa, Hai và thị xã Kiến Tường. Trong đó, hiện có hai trung tâm logistics đi vào hoạt động là cảng quốc tế Long An và công ty cổ phần vận tải biển OPL tại xã Thanh Phú, huyện Bến Lức đi vào hoạt động vào năm 2018 với quy mô diện tích khoảng 5.000 m2. Mục tiêu của quy hoạch là phát triển mạng lưới trung tâm logistics đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu của sản xuất và lưu thông hàng hóa trong nước và xuất nhập khẩu, khai thác có hiệu quả thị trường dịch vụ logistics của Việt Nam, trong đó tập trung vào các dịch vụ logistics thuê ngoài, tích hợp trọn gói và đồng bộ tổ chức và hoạt động theo mô hình logistics bên thứ ba nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển thông qua việc tối thiểu hóa chi phí và bổ sung giá trị gia tăng cho hàng hóa và dịch vụ của các doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, trước tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại một số tỉnh hiện đang còn chậm, mới đây, Bộ Y tế đã có công văn quả tốc gửi thành phố Hồ Chí Minh và chính quỹ ban nhân dân tỉnh thành gồm Nam Định, Cao Bằng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Tiền Giang, Lâm Đồng, Cần Thơ, Kiên Giang. Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai, tăng tỷ lệ tiêm chủng, tập trung nguồn lực để triển khai tiêm chủng các đợt tiếp theo. Nếu đơn vị nào không hoàn thành kế hoạch tiêm chủng vaccine theo chỉ đạo, thì lãnh đạo các đơn vị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Thủ tướng Chính phủ. Thưa quý vị, số tiền nhàn trỗi của quỹ vaccine phòng COVID-19 dự kiến sẽ được gửi tại các ngân hàng thương mại nhằm mục đích bảo toàn và phát triển vốn cho quỹ. Đây là thông tin được Phó Giám đốc Ban Quản lý Quỹ Vaccine phòng Covid-19, Cục trưởng. Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, trong những ngày nắng nóng vừa qua, tiêu thụ điện của miền Bắc và toàn quốc đang có dấu hiệu tăng mạnh. Tổng công suất đặt của hệ thống điện cuối năm 2021 vào khoảng gần 80.000 MW, và điện gió, điện mặt trời sẽ chiếm lần lượt khoảng 7% và 22% tổng công suất đặt của hệ thống. Tuy nhiên, công suất tiêu thụ không ngừng tăng lên và không phải mọi nguồn điện năng lượng tái tạo, đặc biệt là năng lượng mặt trời đều được sử dụng hết. Khi mặt trời tắt nắng và không có pin lưu trữ thì công suất nguồn điện của cả nước giảm mạnh chỉ còn khoảng 53.000 MW. Hiện nay đang là mùa khô, lượng nước cho thủy điện không thể đảm bảo đầy đủ hết công suất. Nắng nóng cũng không thể giúp các nhà máy nhiệt điện phát đủ tải nên nếu nắng nóng kéo dài và nhu cầu lớn sẽ gây khó khăn cho công tác bảo đảm điện. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và của việc giãn cách xã hội, hàng chục ngàn người dân tại thành phố Hồ Chí Minh đã lâm vào tình cảnh khó khăn. Cùng với nỗ lực của thành phố với các gói an sinh hỗ trợ người dân, hàng loạt chương trình thiện nguyện vì cộng đồng cũng được triển khai khắp thành phố. Trong đó, hàng chục bếp ăn thiện nguyện đỏ lửa mỗi ngày đang giúp san sẻ phần nào khó nhọc với bà con trong những ngày dịch bệnh hoành hành này. Tình trạng bạo lực đối với trẻ em tại những nước bị chiến tranh tàn phá đã tăng mạnh trong năm 2020 vừa qua và càng trở nên nghiêm trọng hơn do tác động của đại dịch Covid-19. Đây là đánh giá vừa được đưa ra trong báo cáo của Liên Hiệp Quốc. Theo báo cáo hàng năm của Liên Hiệp Quốc, trong năm ngoái có hơn 26.400 vụ vi phạm nghiêm trọng quyền trẻ em được xác nhận, ảnh hưởng đến gần 19.400 trẻ em. Trong đó, số trẻ bị chiêu mộ trong xung đột Vũ Trang ở mức cao nhất với hơn 8.500 trẻ. Số trẻ bị sát hại và thương tật là hơn 8.400 và hơn 4.100 trẻ bị từ chối tiếp cận nhân đạo. Số vụ bắt cóc và bạo lực tình dục đối với trẻ em trong năm 2020 cũng lần lượt tăng tới 90% và 70% so với năm trước đó. Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên liên quan ở các quốc gia và khu vực cần xây dựng và tăng cường các sáng kiến nhằm ngăn chặn những vụ vi phạm nghiêm trọng đối với quyền trẻ em. Trong một động thái cho thấy tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát, chính quyền Lào vừa nới lỏng hàng loạt các quy định giãn cách trên cả nước, cho phép các tỉnh không còn người nhiễm COVID-19 được mở cửa trở lại các khu du lịch. Tại tỉnh Lũng, Pha Bang, chính quyền đã cho phép mở lại các di tích lịch sử, các khu du lịch sinh thái và các loại hình du lịch khác. Trong khi đó, khách sạn, nhà nghỉ và khu nghỉ dưỡng tại tỉnh say cũng được mở lại nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch. Còn tại tỉnh Viên Chăn, các điểm du lịch và dịch vụ cũng được mở cửa trở lại nhưng không được bán đồ uống có cồn. Riêng thủ đô Viên Chăn nơi vẫn còn các ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, các khu du lịch và khu ẩm thực vẫn chưa được mở cửa trở lại. Việt Nam là điểm đến yêu thích nhất của các nữ du khách Nhật Bản do có nhiều đồ ăn ngon đây là kết quả khảo sát và được trung tâm asean nhật bản công bố như một bằng chứng nữa cho thấy sức hấp dẫn của ẩm thực việt nam trong lòng các du khách trong và ngoài khu vực cuộc khảo sát do trung tâm asean nhật bản phối hợp với công ty valis thực hiện trong hai tháng đầu năm nay với sự tham gia của phụ nữ trên khắp nhật bản theo đó việt nam là điểm đến yêu thích nhất trong nhóm clmv gồm campuchia lào myanmar và việt nam ba lý do lớn nhất là đồ ăn ngon các điểm du lịch hấp dẫn và chi phí du lịch rẻ Tuy nhiên, cuộc khảo sát cũng chỉ ra điểm yếu của du lịch Việt Nam như chưa quảng bá mạnh mẽ các lễ hội văn hóa hay các sự kiện đặc biệt trong nước, trong khi đây lại là lý do để các nữ du khách quyết định điểm đến trong tương lai. Theo Tổng cục Du lịch Nhật Bản, số lượng người Nhật đi du lịch nước ngoài đã lần đầu tiên vượt ngưỡng 20 triệu vào năm 2019, trong đó nữ giới ở độ tuổi 20 đến 29 đứng đầu về cả độ tuổi và giới tính. Trong khi những người hâm mộ thể thao đang vui mừng, sau khi các nhà tổ chức Olympic quyết định cho phép khán giả Nhật Bản tới sân theo dõi trực tiếp các vận động viên thi đấu, không ít người lo ngại về nguy cơ dịch bệnh tái bùng phát khi Olympic Tokyo 2020 diễn ra. Theo kết quả thăm dò mới nhất của hãng tin Kyodo, có tới 86% người dân Nhật Bản quan ngại dịch COVID-19 sẽ bùng phát mạnh nếu Olympic Tokyo được tổ chức 40% cho rằng nên tổ chức mà không có khán giả và có hơn 35% cho rằng cần quỷ bỏ giải đấu giữa chừng nếu tình trạng khẩn cấp được tái ban bố khi đang diễn ra Olympic. Vừa rồi là bản tin thời sự sáng của Đài Phát Thanh và Truyền hình Long An. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.